Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, tọa lạc số 190 Lê Văn Sĩ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông thuộc giáo hạt Phú Nhuận, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh Đa Minh. Dựa vào trang giáo xứ giáo họ Việt Nam, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lược sử của giáo xứ Đa Minh Ba Chuông cho các bạn biết nhé. Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông do các linh mục dòng Đa Minh sáng lập. Dòng Đa Minh Việt Nam đã đến đây từ năm 1957. Các tu sĩ xây dựng tu viện Thánh Alberto năm 1959 và mở trường trung tiểu học Thánh Thomas. Sau dịp long trọng mừng Bách Chu Niên, Bốn Chân Phước Tử Đạo Hải Dương năm 1860 đến năm 1961, tu viện đã tiến hành xây dựng một đền thánh dâng kính các ngài, được khánh thành vào ngày 5 tháng 10 năm 1962. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ký quyết định chính thức thành lập giáo xứ mới với danh xưng Thánh Đa Minh, đứng sáng lập dòng của các tu sĩ phục vụ tại đây. Bổn mạng giáo xứ Thánh Đa Minh. Lễ kính ngày 8 tháng 8. Nhà thờ đầu tiên của giáo xứ chính là đền thánh trên, có kiến trúc khá độc đáo với nhiều nét cong uyển chuyển mềm mại. Nhà thờ hình thánh giá với hành lang rộng và hàng hiên gợn sóng. Nhà thờ dài 50m, rộng 18m, hai tay thánh giá là 25m, theo thiết kế của kiến trúc sư Võ Văn Tần. Mặt tiền hình quả chuông úp với cuốn sách mở, trên có chữ Veritas, nghĩa là chân lý, thánh giá và các nhành thiên tế tự đạo. Nhưng ấn tượng nhất với mọi người là tháp chuông ba khía màu đỏ sẫm, cao 14m, được xây tách biệt về phía cổng nhà thờ. Dáng tháp chuông thon thả, phía trên nở ra như một bông huệ, khoe cho mọi người thấy ba quả chuông. Phía trên cùng có quả địa cầu cách điệu, gồm những đường kinh tuyến và vị tuyến, đôi khi được thắp điện sáng ngời. Có lẽ chính vì thế mà nhà thờ được dân gian đặt cho một tên gọi mới là nhà thờ Ba Chuông. Dần dà, nhà thờ Ba Chuông bỗng trở thành một tên riêng, dù nhiều nhà thờ khác cũng có đủ ba quả chuông. Ghép tên gọi của giáo xứ và danh xưng dân gian trên, ta có nhà thờ Đa Minh Ba Chuông. Là giáo xứ do một dòng tu phụ trách, sinh hoạt giáo xứ ngay từ đầu đã khá phong phú, đa dạng và đã quy tụ được đông đảo các thành phần dân chúa từ nhiều nơi trong thành phố. Số người đến tham dự phụng vụ tại đây đông gấp nhiều lần so với các giáo dân trong xứ. Số thành viên trong các đoàn thể, ca đoàn hay lớp giáo lý vượt xa khỏi ranh giới và quy mô của các giáo xứ thông thường. Nhất là từ khi ân huệ Thiên Chúa được ban phát cách quảng đại
qua lời thỉnh cầu của vị thánh da màu Martino. Chính vì thế, trong các thánh lễ Chúa Nhật và các ngày lễ lớn, nhiều giáo dân phải tham dự thánh lễ từ sân nhà thờ, thậm chí có khi còn phải đứng cả ra ngoài lề đường, vừa khó tập trung tham dự phụng vụ, vừa cản trở việc giao thông. Khó khăn trên còn lớn hơn nữa vào những ngày mưa bão. Ngoài ra, khi đó, giáo xứ Đa Minh là một trụ sở của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, nơi diễn ra nhiều nghi lễ chính thức của toàn dòng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, ý tưởng xây dựng ngôi nhà thờ mới ra đời với ba yêu cầu cơ bản: tăng thêm diện tích, thực hiện tầng hầm để xe và nếu được có thêm gác lửng, vân vân. Mong muốn của giáo xứ và tu viện đã được tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chấp thuận. Con đường từ dự tính đến hiện thực không phải là đơn giản. Linh mục Giuse Phạm Hưng Thịnh, ngay khi nhận làm chánh xứ Đa Minh năm 1999, đã coi ngôi thánh đường mới là một ưu tiên hàng đầu. Trong bối cảnh thuận lợi và đầy cảm hứng của giáo hội, theo tinh thần cộng đồng Vatican II, Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu và Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Giuse đã mạnh dạn khởi xướng việc xây dựng ngôi thánh đường mới theo định hướng khá rõ rệt là hội nhập văn hóa. Một ngôi thánh đường đậm đà bản sắc dân tộc, chắc chắn và rộng rãi, nhưng vẫn phải là nơi giúp ai đến đây cũng đều cảm nghiệm được giao ước yêu thương của Đấng đã đến ở giữa con người. Là nơi người tín hữu kính múc được ân sủng cứu độ phong phú của trời cao qua phụng vụ và bí tích. Làm thế nào để có một không gian vừa gần gũi vừa thiên thánh, có thể giúp con người gặp gỡ được Đấng vô hình? Phải mất 3 năm cho khâu chuẩn bị. Có đến mười mấy mô hình cho ngôi thánh đường tương lai được giới thiệu. Nhiều mô hình được trưng bày công khai để xin ý kiến của mọi người. Sau khi so sánh, bổ sung, thêm bớt, vân vân, cuối cùng mô hình của kiến trúc sư Anthony Phạm Ngọc Anh được chấp thuận. Năm 2003, công trình được khởi sự. Và ngày 28 tháng 8 năm 2005, ngôi thánh đường mới đã được cung hiến. Thánh đường được xây dựng theo phong cách Á Đông và mang đậm nét văn hóa Việt. Nó vừa mang dáng dấp của một ngôi đình của làng xã Việt Nam, hình vuông mái cong, vừa xây theo lối kiến trúc hiện đại, bê tông cốt thép, tường gạch ốp đá. Nhà chúa vì thế trở nên nguy nga trắng lệ, nhưng lại rất thanh thoát nhẹ nhàng. Chúng ta bước vào thánh đường thông qua cổng Tam Quan, một cấu trúc đặc biệt trong một quần thể kiến trúc Việt Nam nói riêng và Đông Phương nói chung. Cổng Tam Quan có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Việt, vì nó không chỉ là một lối dẫn vào, một lối đi, mà là lối dẫn về nguồn, là đường đi vào những nơi sinh hoạt tập thể, dấu chỉ của sự đoàn kết, gắn bó của người dân Việt. Cổng Tam Quan trong kiến trúc nhà thờ còn mang ý nghĩa tôn giáo, tượng trưng cho ba nhân đức căn bản của đạo Công giáo: đức tin, đức cậy, đức mến. Tháp chuông hình trụ vuông gồm 3 tầng mái, với kiểu dáng mái cong truyền thống, được cách điệu và hiện đại hóa.
Mỗi gốc mái là một đầu đao hình đầu rồng, quy hướng về thánh giá, một biểu tượng bất biến về ơn cứu độ. Đặc biệt ở thánh đường Đa Minh Ba Chuông là phải có đủ ba quả chuông đồng, một dấu ấn mang tính lịch sử đã trở thành biệt danh của nhà thờ. Thánh đường Đa Minh Ba Chuông chọn đầu đao là hình đầu rồng. Trong văn hóa Việt Nam, rồng vốn là một linh vật mang ý nghĩa mưa thuận gió hòa, cộng đồng làng xã ấm no, quốc thái dân an, là điềm lành, may mắn, tốt đẹp. Rồng nơi góc mái, trang trí của thánh đường nhắc nhớ mọi người nhớ về thủy tổ, con rồng cháu tiên. Hơn thế nữa, tào đao đầu rồng với dáng giáp rồng bay khơi gợi con đường giải thoát và diễn tả ý muốn vươn lên cao hơn, hướng thượng và những khát khao nội tâm trong tâm thức của mỗi người tín hữu khi đến cầu kinh dâng lễ. Đặc biệt, các tào đao đầu rồng đều hướng về tâm điểm là thánh giá. Thay vì lông chầu nguyệt, những con rồng ở đây chầu thánh giá, thể hiện ý hướng tôn thờ biểu tượng của ơn cứu độ.
Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.